Rồi bây giờ như vậy là anh quyết em tóm lại là từ hồi lúc qua Mỹ tới bây giờ anh có thể nói là tự anh nói là anh lang thang vô gia cư Ok. coi như là 40 mấy năm. Bốn mấy năm rồi. Trời đất ơi, ông biết bốn mấy năm không? 46 năm. 46 năm á, 46 năm đúng rồi. Là coi như chỉ có một người con ở Việt Nam thôi, chứ còn qua Mỹ là không có Thì con không nào có. hết. Có chắc không? Ông có nhớ kỹ không? Nhiều khi có bạn gái rồi lâu đó Không rồi có. quên không? Không có. Tôi là bạn gái tôi không có ai hết. Ok. Có người ngoài ông bạn kia thì ông Thì bạn chơi, ông bạn chơi rồi với tôi ông ấy ở bên kia dạ. ngồi cái kia. Kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với kênh Người Miền Tây ở Houston. Thưa quý vị, hôm nay mình đi sang New Orleans để quay một số cái sinh hoạt của cộng đồng người Việt, những cơ sở thương mại và cuộc sống của người Việt. Vô tình mình nhìn thấy có một cái người đàn ông đang đứng ở bên một cái hành lang. Theo cảm tính mình nhìn là mình biết người Việt. Thật sự đúng như vậy, và dừng lại Rồi xuống rồi xe là rồi. hỏi tiếng Việt là đúng là anh là người Việt. Thưa quý vị, đây là anh Quyết. Anh nói là anh Rồi tên rồi. Quyết, là một người vô gia cư. Thưa quý vị, qua trò chuyện trước khi phỏng vấn nãy giờ thì mình biết được anh Quyết là một người vượt biên tháng 6 năm 1977, và anh đến Mỹ vào năm 1978. Khi anh sang Mỹ là anh 24 tuổi. Thưa quý vị, mình xin chia sẻ câu chuyện của anh Quyết lên đây để cùng mọi người chúng ta hiểu hơn cuộc sống ở Mỹ, và sau đó là có thể anh có những cái điều kiện khó khăn gì trong cái khả năng của mình, hay là trong cái sự hiểu biết của mình, thì mình có thể giúp cho anh Quyết về vấn đề thí dụ như là tìm việc làm, hay là giúp cho anh Quyết là có thể là làm giấy tờ nếu có thể được, hoặc là trong khả năng luật pháp cho phép và tiến hành dễ dàng. Thưa quý vị, anh Quyết, em cũng xin nói với anh là em trò chuyện với anh và thu video cũng như là âm thanh, và em sẽ post lên cái kênh YouTube. Anh biết điều đó và anh đồng ý, có đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ, cảm ơn anh Quyết. Ok. Cảm ơn anh cho phép điều đó, và mình tóm lược câu hỏi để cho nó nhanh, tại vì mình trò chuyện trước đó rồi. Thưa anh Quyết, khi anh Quyết có kể là anh Quyết đi sang Mỹ là trên chuyến tàu chỉ có 6 người đàn ông và người bạn của anh, và sang bên đây thì anh bị cái một cái vấn đề, đó là cái thẻ I-94 của anh khi anh bỏ trong bóp, thì khi mà đến thời điểm mà renew thẻ xanh trở lại đó, thì tìm cái I-94 của anh bị mất một số cuối do bỏ trong bóp lâu ngày, và người ta không xác định được anh, và từ đó đến nay anh không có làm. Xin hỏi rõ là anh đã có thẻ xanh một lần nào chưa, hay là anh mới có apply chưa thẻ xanh lần đầu? chưa có chưa chưa có thẻ xanh từ Thưa bây quý giờ, vị, bởi mất vì cái số anh ăn ngon rồi thì đông đông sẽ nào làm thẻ xanh được. những cái diện tị nạn đó nó khác với những diện bảo lãnh. Nếu mà người Dạ. nào bảo lãnh qua tới sân bay, người ta có hồ sơ đầy đủ và có thể làm hồ sơ thẻ xanh liền, nhưng mà trường hợp mà diện tị nạn thì đi qua một thời gian là mình mới làm cái nộp đơn xin thẻ xanh, và khi đó anh Quyết bị trục trặc, và từ năm 1978 đến nay anh chỉ làm được có cái bằng lái, bởi vì sau khi có cái I-94 đó, có social, anh làm được bằng lái và anh sống ở vùng Chicago, tiểu bang Illinois. Anh Quyết có kể là anh Quyết sang đầu tiên là thành phố Seattle, tiểu bang Washington, và sau đó anh đến thành phố Chicago, tiểu bang Illinois, và anh ở đó 2 năm. Trong một cái lúc đi làm thì anh có bị tai nạn và anh bỏ về thành phố Houston, đúng không anh Quyết? Đúng rồi. Anh về thành phố Houston và anh làm cho chính quyền Houston trong cái công ty nước, anh Water Division, Water Division, tức là Water đó. anh chuyên môn, cái công việc của anh là chuyên môn đi đọc các số trong đồng hồ nước, và do cái lúc đó thì nó không phải hiện đại như bây giờ, người ta phải đi đọc, và có những cái nhà đó, cái vị trí đồng hồ nước nó không xác định rõ ràng, hoặc là do đất lở chùi đó. Thưa quý vị, anh không xác định được một số cái đồng hồ nước, và anh ước lượng cái số nước xài anh ghi vô. Không may cho anh, có một gia đình người ta đi vì cái xanh, phải không anh? Người ta không có sống ở trong cái căn nhà đó một thời gian, một vài tháng gì đó, mà tại sao nước nó lại có dù 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 lên, thì người ta điều tra ra, người ta mới phát hiện. Cũng sorry cho cái tai nạn của anh, và anh bị lay off, anh bị cho nghỉ việc, và sau đó anh có đi học làm thợ hàn, thợ tiện, anh có làm một thời gian nhưng không thành công, và sau đó anh có đi tàu đánh cá đánh tôm, và tàu đánh cá đánh tôm một thời gian. Cái câu chuyện tới đó phải không?
Thưa quý vị mời các quý vị theo tiếp dõi câu chuyện. Và anh Quyết, hồi nãy anh cũng có kể là anh trước khi đi anh có một mối tình gì? Romeo and Juliet. Mối tình Romeo và Juliet. Có lẽ là mối tình nó rất đẹp và anh rất là thích mối tình đó. Và hai người có với nhau một người con. Rồi anh đi sang Mỹ và sau đó là cái người con đó của anh với người bạn gái của anh đó, người bạn gái là nuôi người con đó lớn lên. Và hiện tại là cái người con của anh có gia đình. Và có sanh con và đứa cháu ngoại của anh đã sang Mỹ đi du học được 4 năm. 4 năm đúng không? 4 năm. 4 năm thì đứa cháu ngoại của anh có liên lạc nói chuyện với anh một vài lần. Một lần. Sau đó thì ok, mình xin hỏi tiếp là ngoài cái mối tình đó anh có một người con đó, là anh còn cái mối tình hay người vợ nào sau này nữa không? Từ lúc đó trường hợp cuộc sống dồn dập thì con kiến anh có mỏi chân không? Nếu mỏi chân thì con kiến nó cắn con kiến nó cắn kiến thì lo toan trong vấn đề mà từ vì lưu linh lưu đề cuộc sống du mục đó thì bạn gái ở xứ Mỹ này thì cũng quen rất nhiều nhưng mà không có sự thương mến hay là nói đúng ra là không ai thương mình. Thì cứ sống qua ngày về vấn đề một mưu sinh, kiếm công việc làm rồi xong tham thì nghĩ tới những người mà còn mình còn bỏ lại quê hương thì những cái số tiền mà làm ăn được làm được cái gì cũng gom góp, nhiều khi có dư giả thì gửi về cho người thân một chút xíu rồi anh cũng có giúp tiền cho gia đình người thân ở Việt Nam. Thì đó thời gian chừng 50 năm 20 năm trước thì có, nhưng mà về sau này thì cuộc sống thấy vấn đề kinh tế làm ăn thì nó cũng không có được đầy đủ cho lắm, thì với sự liên lạc ở Việt Nam thì mình nghĩ là chẳng có cơ hội nào để mà gặp người Việt đi. Mình sống phóng đại như ca sĩ Ngọc Tránh có biết là bạn nhà ngựa hoang, thì mình nghĩ là cuộc sống mình như một con ngựa hoang của nhạc sĩ Ngọc Tránh thành là thôi. Cứ nghĩ là cuộc sống mình đủ mọi cái action nó đưa tới dồn dập tới mình không bị siêu mẹo trong vấn đề cuộc sống công việc làm, thì xong tham là bằng cấp không có thì làm công việc về vấn đề mà tiền bạc lợi tức thì cũng chẳng bao nhiêu, rồi cuộc sống là vôi phai rồi rồi ra đường anh Quyết hồi đó anh đi làm tàu tôm thì mà mười mấy năm 20 năm trước thì nhiều lắm đó, thì đó nhưng mà giá còn tốt, nhưng mà những người mà người ta ấy người xóm than thì cũng có, nhưng mà mình trường hợp mà làm ăn mà tưa thôi chứ không có chính xác, không có chuyên tính như những người đó thì... Xin mạng phép hỏi anh là anh đi vô gia cư này anh có nhớ là bao lâu rồi? Hình như là từ ngày qua Mỹ là đã từ ngoài qua Mỹ, anh qua Mỹ năm 78 đã sống cái cảnh như vậy rồi. Hồi qua Mỹ là đã sống như vậy rồi. Ủa anh ở Chicago là anh cũng lang thang rồi. Rồi anh về Houston anh có đi làm cho qua Division mà sao đi lang thang? Thì trong tham thì cũng ở với bạn bè năm 10 bữa 20 bữa thôi, chứ không tức có... là anh cũng đi làm cho công ty nước nhưng mà anh cũng cũng lang thang rồi tới giờ đi làm. Ok. Đúng không? Đúng rồi đó. Dạ. Thì được đâu năm mấy gì đó rồi cũng nghe theo bạn bè đi chỗ này chỗ kia chỗ nó khuây khỏa cái tâm hồn. Phải đó coi. Thì cũng va chạm vô đủ mọi thành phần trong xã hội này, các bạn giang hồ thì
Rồi xong ta cũng biết biết muôn mặt của mọi thành phần hết. Rồi con đường bây giờ là trong cuộc sống hiện đại bây giờ thì không còn ai tứ cố vô thân thì thì làm sao bây giờ, cho nên những người đồng hướng thông cảm những vấn đề mà đây lo ngại nhất là vấn đề mà về vấn đề mà giấy tờ của mình nếu trường hợp như ông phóng viên là có cảm tình thương mến thì đưa cái tin của tôi này lên về vấn đề giấy tờ này lên trường hợp đó để mà các vị luật sư mà lỗi lạc có thể cứu vớt tôi trong vấn đề tình trạng mà giấy tờ tôi bị trục trặc khi mà cũng có rất nhiều người làm trong hội giúp tôi ra sở di trú của ra luật sư của sở di trú mà ra đâu 3 lần 4 lần gì đó thì lần cuối cùng á thì ông tránh án ông ấy đọc những cái bản án của mình tràng láng đại hải vấn đề mà di trú rồi ông chẳng giúp được cái gì khi mà một xấp hồ sơ đó, ông chỉ nói rằng anh đưa những cái bản hồ sơ này về để mà anh nộp cho sở di trú rồi anh trình diện mỗi năm một lần đó, để mà sở di trú người ta biết là anh còn ở chỗ đó và từ từ người ta khiếu xét nhưng mà tôi đã đi trình diện sở di trú đó trong vòng 4 năm chẳng thấy gì hết. Rồi tôi bảo chứ cứ đi trình diện hoài như vậy thì không biết cái ấy này kia, bắt đầu tôi bỏ bản cái trường hợp đó. Hiện tại bây giờ cái hồ sơ của tôi á của luật sư di trú đó ông rớt đó thì ông cho một mớ hồ sơ đó bây giờ hình như nó cũng còn nằm ở trong văn phòng sở di trú của New Zealand đó. Nhưng mà tôi cũng chẳng kiếm được cách nào để mà giải quyết trong vấn đề mà giấy tờ nó trục trặc như vậy đó. Thì nếu trường hợp như quý vị đồng hương mà có vấn đề mà như là các vị luật sư mà cứu xét được đó, thì cái vấn đề mà giấy tờ tôi tôi qua Mỹ hồi 30 tháng 1 30 tháng 1 năm 1978 30 tháng 1 năm 1978 đó là đã qua tại Siêu là 46 năm Seattle là phi trường đầu tiên mà xuống đó để mà tiếp thủ cấp phát giấy tờ rồi bay về Chicago nó ở tại vùng Villa Park đó. Đó là cái trường hợp mà refugee của tôi đó. Ok anh em hơi có một vài cái điểm không hiểu như thế này. Thứ nhất là hồi nãy giờ anh có nói có luật sư từng giúp cho anh để ra tòa di trú rồi mà đi ra 4 lần rồi hay là đi ra tòa 4 lần hay là anh trình diện 4 lần với tòa di trú thì là đi ra sở di trú đi ra luật sư của sở di trú 4 lần ông rớt ông mới coi hồ sơ thì ông nói rồi tòa quan tòa ông nói là anh phải anh ông đọc những trường hợp mà mình bị pháp luật bị chó bộ này kia rất nhiều rồi ông nói ông bây giờ ông không có thể nào giúp đỡ cho mình ngay tại tòa được. Bây giờ một xấp hồ sơ của mình là ông đưa cho mình và ông nói là phải đưa tới sở di trú nộp vào sở di trú rồi sở di trú người ta sẽ cứu xét từ từ rồi người ta mới cho cái số thẻ xanh đó. Nhưng mà tôi đã đi trình diện là bốn năm rồi cách đây bao lâu rồi cách đây năm 18, 17, 18, 16, 17, 18, 15 gì đó, 15 năm 10 á, năm 2010 á là đã được lần sau báo cả thì là tôi đã đi trình diện rồi. Rồi.
em xin hỏi anh là có một vấn đề em hơi không hiểu mà không biết em nghĩ có đúng không. Anh có bị ở tù hay là có bị cái crime, cái tội phạm gì đúng không? Thì anh có thời gian ở tù, nếu mà anh ở tù anh mới ra tòa di trú. Thì đó, thì đó là cái trường hợp, cái trường hợp của tôi thì cái trường hợp mà anh bị ở tù trong cái trường hợp nào? Trường hợp là bị tình nghi, bị FBI, bị những người tầm nã, người ta tình nghi là mình có tội phạm trong đó. Thôi chứ còn người ta không bắt được quả tang. Thì người ta tình nghi anh tội phạm về vấn đề gì? Về vấn đề mà rob, cướp. Về vấn đề ăn trộm, ăn cướp. Cướp. Nhưng mà người ta tình nghi thôi chứ người ta không có quả tang. Thì nó không có quả tang từ mình. Không quả tang sao, tại sao người ta bắt anh? Không có bắt, không bắt tôi. Nhưng mà, okay, nhưng anh. Mà thì hồi mà những người bạn bè của tôi của tôi á, mà người ta khai là tôi là đồng lõa trong vấn đề mà cướp bóc cái gì. Thì có một số người khai anh là đồng lõa. Thì đó trời ơi trời, ai mà ác vậy? Anh không có làm mà ta khai, hay là anh có làm rồi anh quên? Không phải, nhưng mà vô bằng chứng. Dạ. Vì vô bằng chứng. Hiểu rồi, vấn đề là họ không có bằng chứng. Không có bằng chứng. Bây giờ vấn đề bây giờ tôi có tội nhưng mà anh không bắt được tôi bằng chứng tại trận không? Đó, đúng rồi. Đó là cái vấn đề. Còn bây giờ ra anh tòa là phải có bằng chứng. Thì đó phải, nhưng còn xứ Mỹ đâu có tình nghi, đâu có buộc tội, như đâu buộc tội tình nghi đâu chứ. Rồi, phải okay. Có quả tang, có bằng chứng. Mà tôi là những người mà bị nghi quan. Rồi, anh bị tình nghi quan vậy mấy lần lận? Chỉ có một lần thôi. Người ta có giam anh thời gian nào trong tù không? Không có. Chỉ ra là không có giam. Ok. Nó vướng cái vấn đề đó. Ok, thông cảm cho anh. Rồi. Như vậy là em confirm lại là anh qua tới giờ, từ đó giờ anh nói là giống như là hồi nãy nói không rõ lắm, là anh qua Mỹ tới bây giờ là anh sống như vậy, tức là anh sống lang thang vậy nè. Ok. Chứ không có ở một cái chỗ định gọi là nhà hay là phòng trọ gì hết. Ok. Có đúng không? Đúng rồi. Trời ơi. Từ hồi năm 78-80 tới giờ luôn, kể cả bên thời gian Chicago. Chicago không là anh cũng đi ở lang thang bạn bè vậy đó hả? Thì qua nhớ mà vui lắm. Tuấn này ở năm ở nhà bạn gái hay gì, bồ hay gì không? Không có bạn gái, không có gì hết, single. Chọc anh chơi hỏi thăm vậy thôi. Rồi về Houston cũng vậy. Về Houston này cũng không có mướn ở riêng, rồi cũng sống chung. Thì đó, ở Houston đó, nhà bạn bè tới ở chứ. Dù biết đường đi ở đâu sao Hữu Tấn thì chạy xuống có nửa tiếng là gặp Acid Silver. Dù biết Acid Silver với Anton ở West 10 á. Antonio đúng, rồi. Đúng rồi, ở đó đúng rồi, gần 610 đó. Cặp đường 10 đó, mình em biết cái khu đó gần chỗ em làm hiện tại bây giờ. Silver, Silver rồi, cái đường Silver thì em biết chứ, em nhớ cái đường Antonio chứ. Thì ở trong đó đường cái freeway 290 đó, cái này Big Nut này kia đấy này. Rồi, ok, là ở Houston, hàng ngày tôi ở Houston 10 năm. 10 năm. 10 năm ở Houston đó, rồi đi làm đồng hồ nước. Từ khoảng năm nào tới năm nào? Như là năm 80 tới 90, nếu mà nói hồi nãy anh rời khỏi Chicago năm 80. Cỡ 81, 82, 82 gì đó. 82, 81, 82 từ vì tôi với thằng bạn đó là mua cái xe Camaro đời mới là năm 1980. Thì tôi nghĩ chắc cỡ năm 81 gì đó. 81 thì ở Houston. 81 tới 84, 85 thì đó ở Houston. Ở Houston thì như rồi về phòng quá thờ. Về phòng quá thờ, sống phòng quá thờ cũng đi biển đi cả như đó. Rồi nhưng mà ở dưới đó thì đa số là đi chơi nhiều hơn là đi làm. Đi chơi. Đi chơi nhiều hơn đi làm. Đi chơi rồi đi chơi là đi lòng vòng hay đi đánh bài hay là đi làm gì? Không có, nên đi chơi là mình cứ như là đi với bạn bè, đi câu cá hay là đi để kia được vui vẻ với. Nhưng mà đầu tiên bây giờ là coi như là anh ở Port Arthur khoảng bao nhiêu lâu nữa?
cũng là 5-10 năm phó cái thời tiếng bang Louisiana. Phó cái thời tôi đi hồi năm rồi phó cái thời hồi năm năm 91 là thì nữa từ dạ, thôi được rồi rồi anh từ bỏ thờ rồi anh qua đây tôi về đây rồi cái chỗ này người này xuống phò thờ đó đi có từ đây qua phò thờ phò thờ qua đây đó, có trở lại Hilton không trở lại biệt kiếm bạn cũ đâu Hilton từ cái môi trường và cái cuộc sống với những người độc thân như tôi thì không có môi trường bao nhiêu hết tại vì cái nghề nghiệp không có bằng cấp không có thì làm cái lương regular thì rất rẻ và công việc rất khó cho nên dạ. Chúng tôi phải tuyên truyền tới những vùng đánh cá đánh tôm này kia để mà kiếm tàu tôm tàu cá đi để mà mưu sinh cuộc sống dạ. Anh rồi em hỏi thêm anh là ở Việt Nam anh ở quê ở đâu anh Quyết? Tôi ở tỉnh Bà Rịa. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Xin lỗi hồi nãy anh có nói anh đi từ Bà Rịa Vũng Tàu. Đó Vũng Tàu á. Nhưng mà gia đình của ông già của ông già tôi và tôi là người con là các cha khác mẹ với lại các anh em tôi từ bên bà già tôi thì có tiếp nối một cuộc tình với này một người đàn ông cuối cùng là chết vợ xong cái là hai người góp lại tìm đó là gia đình là có con riêng con chung rồi con chúng ta này kia là ba dòng con dạ. Thì gia đình nhưng mà anh là lớn trong đó hay là anh không ở giữa? Không có, tôi là người cũng là ở giữa. Nhưng mà cái ông già tôi á là có lúc mà ghét Mary với này bà già tôi á thì ông đã có 6 người con gái. Đó. Dạ, 6 người. 6 người con gái rồi. Dạ. Đó, bà già tôi với này. Với lại tôi với này bà chị tôi không làm bà già tôi có 2 người đó. Rồi về sau này ở thân sinh ra ông được 5 người con nữa nhưng mà người con thứ hai của ông đó thì đi qua Mỹ từ đi lâu rồi chết cả 10 năm rồi rồi okay. Ok mình hỏi thêm ngắn gọn coi như là ok thì bây giờ em tóm lại cái câu chuyện của anh là về là okay. Nói chung là cái vấn đề giấy tờ anh cần okay. Giúp đỡ về vấn đề giấy tờ tôi cần bạn Hiếu giúp tôi về vấn đề giấy tờ thì tôi có trình bày với ông trong vấn đề mà rồi mà... bây giờ vậy nè em hỏi anh có xô không hồi đó có chứ rồi bây giờ anh bây giờ là trong anh còn giữ được những cái tờ copy nào không không những cái giấy tờ cá nhân của anh hay chị anh chỉ nhớ thôi chỉ nhớ nhưng bây giờ nhớ thôi nhớ số sô sô thôi nhớ số sô sô bây giờ ừ. anh có cần cái số sô sô vào không có chưa okay. Em hỏi anh chứ còn bây giờ chưa giúp okay. Tôi về để em tìm hiểu anh số sô sô rồi tất cả những giấy tờ tùy thân khác là anh đều mất hết rồi mất hết rồi bây giờ không còn cái gì hết trời đất ơi ok rồi bây giờ như vậy là anh Quyết em tóm lại là từ hồi lúc qua Mỹ tới bây giờ anh có thể nói là tự anh nói là anh lang thang vô gia cư ok coi như là 40 mấy năm 40 mấy năm rồi trời đất ơi ông biết bốn mấy năm không 46 năm 46 năm á 46 năm đúng rồi coi như chỉ có một người con ở Việt Nam thôi chứ còn qua Mỹ là không có con không nào hết có chắc không ông có nhớ kỹ không nhiều khi có bạn gái rồi lâu đó rồi không quên không không có tôi nữa bạn gái tôi không có ai hết ok có người ngoài ông bạn kia thì ông bạn chơi đó. Ông bạn chơi rồi với tôi ông ấy ở bên kia ở dạ. Ngồi cái nhà dạ. còn bạn dạ. Bè làm ăn thì không có ai hết bạn chơi dạ. Thì nhiều bạn chơi bạn chết rồi okay. Bà ok bạn bè không còn nữa rồi ok thì em sẽ ghi cho anh số điện thoại của em ok rồi khi nào mà anh rảnh anh mượn số điện thoại anh gọi rồi mình nói chuyện thêm ok rồi tôi muốn thu thập thêm thông tin của anh ok rồi thí dụ như là những cái lần ra tòa anh ra ở tòa ở đâu ok ha, rồi những cái thông tin đó rồi để mà tôi tìm người giúp okay. Tôi không dám hứa bảo đảm với anh hoàn toàn okay. Bởi vì cái khê nào
không có thể nào mà tất cả mọi chuyện mình đều giải quyết được. Ok ha, thì tôi sẽ cố gắng ha, tối đa. Rồi bây giờ nè, tôi hỏi anh nè, anh bây giờ một câu hỏi rất là thật, nếu anh okay. trả lời được thì trả lời cũng được thôi. Ok. Anh có nghiện, anh có hút xì ke ma túy không? À, trong năm cái thị trường của xã hội đen bao trùm hầu như tiểu bang nào cũng qua đình trong vấn đề, nhưng mà tôi biết nhưng mà tôi không đam mê. Tức là anh có nhưng anh mà có. Tôi không đam mê. Hiểu rồi, hiểu rồi. Okay, đó. Tức là bây giờ hiện tại bây giờ là anh có bỏ, anh nếu mà anh đi làm là anh có đi được không? Đi làm tôi đi được chứ, nhưng mà tuổi đời tôi thì bây giờ cũng thì dĩ nhiên làm những công việc nó phù hợp với anh chứ đâu có thể ai bắt đúng anh rồi, lao động của sai. 70 tuổi. Dạ. Thì bây giờ là dạ. Dạ, không sao anh, không sao, em bảo vệ anh cho. À, bây giờ dạ. Là ok rồi thôi, mình tóm lại để bạn okay. của anh đợi. Đúng thì nói chung là anh hình như theo em hiểu là anh sinh năm 1954 đúng rồi, đúng không? Đúng rồi, đi tàu hóa môn vậy mà. Đúng rồi, rồi thì ok bây giờ ok rồi thôi thì anh biết cái câu chuyện mình tới đây là cũng tương đối okay. Em sẽ ghi cho anh cái số điện thoại rồi okay. Chừng nào mà anh rảnh anh mượn số điện thoại của người quen okay. anh gọi cho em okay. bất cứ lúc nào thì em sẽ ghi xuống cái thông tin để mà rồi từ đó đó em mới liên lạc với mọi người, nhất là những luật sư di trú giúp cho anh trong okay. cái khả năng. Thì em không có hứa được hoàn toàn, bởi vì cái thông tin anh đưa ra không biết là nó có đủ điều kiện chưa. Thí dụ như sở di trú nó đã trục xuất anh rồi thì rất là khó. Mình ví dụ vậy nha. Những cái trường hợp này thì em nói với anh là sẽ giúp cho anh, nhưng mà không dám bảo đảm 100% đó. Rồi thí dụ như có những cái công việc bây giờ hỏi anh nè, anh có đi làm nhà hàng được không? Làm được chứ. Được, ok. Nhà hàng thì có thể là bên Hilton nhiều lắm luôn. Chịu khó làm rồi làm trong trại gà thì không có cần sức, chỉ đi lụm trứng gà rồi này kia. Ok, lụm trứng gà được chứ, được không? Được rồi. Anh thì chắc là không có đi tàu được rồi, tàu cực lắm. Ok thì cảm ơn anh. Nói chung là cũng xin tới đây thì nói chung là cũng có bạn anh đợi anh, thành ra cũng xin chúc sức khỏe anh ha. Chúc mọi điều may mắn với anh, thì anh cố gắng giữ liên lạc với mình ha. Anh tôi ghi số điện thoại cho anh. Có điều kiện thì mình gặp lại và để giúp đỡ cho anh cái trường hợp này. Cảm ơn anh cái thời gian và cảm ơn cái sự tin tưởng của anh đối với mình và anh tâm sự cái câu chuyện của anh. Ok. Chúng mình gặp ông này kia nè. Có một cái con đường để mà hy vọng rằng đúng rồi, mình có nguyện hy vọng còn nước còn tát anh. Đúng rồi. Okay. Sẽ giúp tôi trong chức anh. Bây giờ tôi đi ra ngoài các hội, người ta tôi trình bày trước tiên người ta nói gì dù biết không, anh có đầy đủ giấy tờ không, người ta nhắm mình bảo chứ mất hết rồi. Ok, có giấy tờ thì đâu cần giúp làm gì, thì đó cho nên người ta bảo ok, không có giấy tờ thì chúng tôi không làm gì được hết. Okay. Thì mình cũng đành cuốn gói ra đi thôi chứ không từ vì okay. Nhưng mà mình tới mà mình cần sự giúp đỡ người ta hỏi câu hỏi đó thì rồi ok thì ok ông bạn thông cảm này kia rồi nếu được okay. Nhưng mà trong khả năng của ông bạn mà giúp đây được thì rất cảm ơn, còn ngoài khả năng thì chắc không dám làm mình, nhưng mà cái nguyện vọng của đây dạ. Ok, thì mình từ sáng giờ cũng cho một số người okay. Gửi cho anh mấy chục okay. Anh cầm ăn cơm okay. Uống cà phê. Cảm ơn nhiều, cảm ơn nhiều. Mua thuốc ăn okay. Okay. Ok, rồi chúc sức khỏe anh. Mấy cái đồ này đằng kia rồi của anh đó hả? Cái gì? Mấy cái quần áo đồ của anh đó. Ok, hẹn gặp lại anh nha. Xin chào. Ok, cảm ơn, chào anh biết. Ok. Thưa quý vị, đây là cái góc ngồi của anh. Anh Quyết có lẽ là thấy nó đơn giản hơn mấy anh em ở Houston. Mấy anh em Houston đó thì coi như là hành trang nhiều hơn. Trời ơi, đồ hộp, có một cái nồi, cũng có thùng rác, và đây là bộ quần áo. Mình nhìn từ phía ngoài vô, mình thấy một người đàn ông châu Á ngồi, là mình nói là khả năng là 90% là người Việt Nam, mà khi tới là 100%. Thưa quý vị, một góc đơn sơ của anh Quyết ở ngay cái khu building thương mại trung tâm khu người Việt ở thành phố New Auckland, tiểu bang Louisiana.
Thưa quý vị và các bạn, đang trò chuyện cùng anh Quyết thì có một người bạn đến tìm anh, do đó mình phải dừng câu chuyện và chia tay với anh. Sau đó đi quay một số cơ sở thương mại ở gần đó. Trên đường mình ra về sau hơn một tiếng đồng hồ thì nhìn thấy anh Quyết vẫn còn ngồi ở chỗ cũ. Mình định dừng xe để hỏi thăm anh thêm một vài vấn đề thì từ xa anh đã bước chân rời khỏi khu vực đó. Nhìn theo bước chân của anh mà mình có cảm giác như anh đi mang theo những nỗi buồn nặng nề, nỗi buồn của một người Việt tha hương nhưng không thành công, không may mắn và phải rơi vào những cảnh lang thang, vô gia cư. Thưa quý vị, mình dừng lại và nhiều câu hỏi vẫn không có câu trả lời trong lòng mình.